Rồi, xin chào anh em. Một ổ sao trứng. Bây giờ nợ hết được một trứng rồi mọi người. Thấy không? Nợ được một trứng rồi. Trứng đã nở thành công. Để cho nó khô lông mình bỏ xuống dưới đây nè mọi người. Đó, chui vô trong đây nè cho nó không bị lạnh chết. Còn bung trứng nó, còn đẩy ba trứng, ổ ba trứng này mới lấy sao. Hôm nay sao trứng nở được một con rồi, còn năm trứng nữa. Còn hai trứng này là không có cổ, hư rồi. Không có hư nào, không có cổ, không có trống mọi người. Không phải nó hư. Rồi, khi nào nở mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Mình tiếp tục xem nữa mọi người. Nó có nở chưa? À, nó nở thêm con nữa mọi người. Mới nở nè, mới nở thêm một con nữa. Đây, mới nở thêm con nữa nè. Nở thêm con thứ hai nữa. Từ đây tới chiều nó chừng chắc hoặc ngày mai mới nở tiếp. Ba chân khẽ mò hết rồi, chắc tới ngày mai mới nở đâu rồi. Rồi anh em ơi, sáng nay bữa nó nở thêm hai con nữa mà. Đây nè. Hai con nở tiếp tục mọi người. Sáng nở thêm hai con nữa mọi người. Bây giờ chân đang khẽ mỏ nè. Hai con nha, hai chân này. Còn chân này nữa. Một chân này chưa khẽ mỏ. Hai chân này đang chuẩn bị nở. Còn hai chân này hư rồi. Còn ba chân nữa hết rồi. Hai em mới nở sáng tối gì á, mà lông đăng khú rồi. Khi nào quay nở tiếp, quay tiếp cho mọi người xem. Đó. Mọi người ơi, một em nữa đã nở thành công mọi người. Đây, chừng mới nở nè, chừng mới nở nè. Còn chân này đang khẽ mỏ rồi. Đang tối nay nó nở. Đây còn chân này nữa. Khẽ mỏ luôn rồi. Chân một em đã nở tiếp mọi người. Còn hai chân nữa là hết rồi. Rồi mình bỏ xuống rổ này cho nó khô. Bỏ xuống đây cho nó khô lông nè. Rồi mình bón cho nó ăn. Rồi đông rồi. Đây chín trứng nở hết. Hết 7 rồi. Hết 7 con rồi, còn hai chân á. Trong này sau 6 con. Trong máy một con mới nở hồi nãy. Là 7 con. Con bự, 5 con bự giao cho khách ta đặt trước rồi. Còn mấy con nhỏ nhỏ này chưa có ai đặt. Rồi, để lắc tối nay nó nở, mình quay tiếp cho người xem nha. Còn hai chân bây giờ nó nở hết rồi mọi người. Còn chân mới nở nè. Đây, chân mới nở nè. Hai chân cuối cùng là nở. Đây. Đây mọi người. Mới nở hồi tối nè. Rồi. Mới nở hôm hai con tiếp theo.
Đây hai chân này là không có cổ này, bỏ xuống đây cho nó ấm lại. Rồi cho coi mọi người xem mấy con lớn nọ trước, mấy con nọ trước đây nè. Nhìn theo quá trời luôn kìa, tổng cộng 14 con mọi người. Mọi người thấy không, đã luôn kìa. Thấy không nào, mọi người con một câu à. Đây là chân ré nè, da mới nở chân. Mấy con lớn là được mười mấy ngày à. Ngày mai giao khách hàng mua. Còn con nhỏ có anh em nào đặt thì liên hệ qua Facebook của mình bắt nha. Bằng một lô 5 con, 5 con mọi người. 5 con 6 xị, 5 con 6 xị. 2 tuần tuổi hoặc hơn 1 tuần là sức bán. Người có ai ủng hộ vô Facebook và Messenger mình nhắn tin nha, rồi mình sẽ giao. Rồi xin video mình tới đây xin tạm dừng mọi người. Chúc mọi người xem video thật vui vẻ nha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh mình nhiều nhiều mọi người. Bye.